lư hương vừa ngúng trên đàn, khói thơm ngào ngạt cả muôn ngàn cõi xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, ngỡ mong chư Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyện trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 5 âm lịch ngày 2008, cũng chính là ngày 18 tháng 6 năm 2008 dương lịch. Bằng ni xin được chào các chư tông túc và tăng ni cũng như các chư thiện hữu trí thức. Hôm nay bằng đạo có chút duyên lành, còn lại xin được cống hiến những lời thô sơ. Vô ý, vô thức, vô sinh, vô diệt này, chúc cho các vị được thân tâm thanh tịnh, nghe lời, lấy ý, quên lời, để các vị được hiện lời giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bằng đạo được tiếp tục nhắc nhở các vị về cái sự giới và luật căn bản của những người tu, đa số là những người tu trong đạo Phật thường hay hơi hời hợt và hiểu lầm về giới luật của người tu. Hôm nay bằng đạo xin mạo muội được khơi chút duyên lành để nhắc nhở cho các vị. Nếu được chút duyên hội ngộ các vị thì hy vọng là các vị sẽ thay đổi và chỉnh lại đường hướng đi của mình. Hôm nay cũng là ngày 18 tháng 6, 2008 của dương lịch đây, cũng là ngày rằm tháng 5. Để nhắc nhở lại, cái tháng vừa rồi là ngày rằm của tháng 4, tất nhiên là ngày lễ Phật đản sinh. Vì thời giờ thì có giới hạn nên bằng ni cũng giảng cũng theo cái sự mà giới hạn theo thời gian. Nếu mà các vị có được cái sự học hỏi và muốn hiểu thêm về thiền tông căn bản cũng như nhận thức sâu xa hơn thì nên đến quán tâm thiền viện ở tại San Diego, USA, để hy vọng là sẽ khai triển trợ duyên cho các vị. Được thì cái đó là một cái sự may mắn cho chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói đến cái sự mà hiện thân, tại sao mà hiện thân của các vị Phật cũng như là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và những vị cổ Phật trong quá khứ trở lại thế gian này để hành việc Bồ Tát như ngày Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị nên nhớ rằng là khi mà ngài Quán Âm thì hiện, ngài đã xuất hiện trên thế giới này qua một hình thức là Bồ Tát, không có phải là ngài là một người mà mới tập sự tu, mà ngài là một cái người đã đạt đạo trong quá khứ và hiện thân trở lại là một vị Bồ Tát. Đó là một cái vị mà tối thắng của những vị Bồ Tát, những vị cổ Phật trong quá khứ. Tất nhiên các vị đó có thể chuyển pháp lành
bằng cái phép thân, bằng cái pháp thân của mình để mà trợ duyên cho chúng sinh khác. Từ nơi chúng sinh đã phát hiện ra được là có 8 vạn 4 ngàn cái phiền não của chúng sinh, cũng từ đây mà Ngài Bổn Sư đã xuất hiện trên thế giới này qua 8 vạn 4 ngàn cái pháp tạng chứa đựng cái sự trang nghiêm, cảnh giới thanh tịnh từ nơi thân của các chư Phật. Hy vọng là tế độ được tất cả chúng sinh trong thế giới Ta Bà này. Vì chúng sinh có 8 vạn 4 ngàn cái phiền não và 8 vạn 4 ngàn cái bệnh khác nhau, nên Ngài Bổn Sư đã xuất hiện 8 vạn 4 ngàn cứu cánh, cũng như là 8 vạn 4 ngàn cái phương thuốc để trị bệnh cho tất cả chúng sinh. Hiện thân là một vị Pháp Vương trong thời bấy giờ, thì Ngài đã trở thành là một bậc tối thắng cho chúng ta hiện giờ đang theo giáo pháp của Ngài. Ứng thân của các vị Phật hay các vị Bồ Tát trong quá khứ là cái sự tối thắng để mà tế độ cho chúng sinh. Hy vọng là trong cái 6 cõi Ta Bà này, tất nhiên là trong cõi dục của chúng ta, các vị đã thấy là trong cái sự mà dục của thân, thì các vị nhìn lại xem chúng ta đã có những cái ngũ dục, mà trong ngũ dục này vốn nó vô tình, nó theo cái lợi dưỡng của cái mắt thấy tai nghe và những cái xúc dục từ trong nơi thân của chúng ta, nên có đôi khi chúng ta đã mường tượng và đã bị chúng ma nó lầm, nó dẫn mình đi. Nên Ngài Bổn Sư đã xuất hiện ra 84.000 pháp môn để mà trị bệnh tất cả phiền não của mọi chúng sinh trên nơi Ta Bà này. Trong nhân và thiên thì chúng ta có 6 cõi luân hồi, thì các vị đã nhắc nhở lại cho các vị biết là tại sao Ngài lại bước 7 bước. Ngài bước 7 bước chân của Ngài đi, tất nhiên là nhắc nhở cho chúng ta biết là cõi địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè, cõi người, cõi Atula và cõi trời dục giới. Ngài bước ra khỏi nên Ngài bước lên cái qua vị là bước thứ 7, để nhắc nhở cho chúng ta biết là trong cái cõi Ta Bà này, dù là 6 cõi luân hồi đó nó có thật sự, vì 6 cõi dục này nó đều là ngự trị trong cái tâm thức của mọi chúng sinh. Trong tạng kinh điển của Đức Phật, Ngài đã xuất hiện ra để Ngài cứu độ cho chúng sinh nhân và thiên. Thì chúng ta là nhân, nhân là chúng ta nằm trong cõi thứ 4. Thì trong 3 cõi dưới chúng ta thì có cái câu mà các vị giải thoát thì nhắc nhở là tam đồ khổ lắm đó. Tất nhiên là cực lạc vui, cực lạc nhàn vui. Tất nhiên là cực lạc làm sao? Là tất nhiên là các vị phải có một cái đường lối đi của mình để thoát ra cái nhân quả suy chuyển. Nhân quả suy chuyển này từ trong luân hồi, luật đạo. Tại sao gọi là giới? Tại sao gọi là luân hồi? Phải không? Thì chúng ta phải hiểu biết là khi mà giới là chúng ta phải sống trong thế giới của mình. Cái nhân quả nó có là cái luật định của nhân quả, nó xoay chuyển lên xuống. Khi mà chúng ta làm những chuyện mà bất thiện thì chúng ta sẽ bị đi xuống. Mang lông đội sừng, khi thì ngồi bằng trong, hành hạ thân thể của mình. Có nhiều chúng sinh hỏi tại sao mà lại có cái sự mang trong này, tại sao mà có được cái địa ngục và tại sao mà có được cái cực lạc. Có đôi khi chúng sinh
không có tin nhân quả là vì không có chắc chắn cái lòng tin, thiếu cái lòng tin một chút xíu. Cho nên cái nước pháp hay cái giới luật hay là những sự trang nghiêm nó đã rơi lỏng theo cái thời gian này, mực thước của nước pháp cũng như là mực thước để mà cho chúng sinh không bị đau khổ, không có đói không khát, nó đã có giới hạn và nó đã vơi đi bởi vì mất cái lòng tin của chúng sinh. Chúng sinh đã mất lòng tin nên không có còn đủ cái sự trang nghiêm, không có còn cái đủ cái sự tinh tấn, không có còn cái sự dũng mãnh. Nên chúng ta nhớ lại để mà nhớ ráng tu hành theo Bát Chánh Đạo. Thì các vị nên nhớ là cái sự mà tu hành của mình là do nơi cái sự tin tưởng, đức tin. Đức tin là mẹ của sự thành công. Nên các vị phải có lòng tin. Bởi chúng sinh thâm đắm cái trần, cái ngũ dục nên sống trong tam đồ và lục đạo này. Tam đồ thì địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Lục đạo là nó cũng nằm trong đó. Tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và cõi trời. Cũng như là các vị đã thấy qua. Vì chúng mê lầm trong cái ngũ dục này nên địa ngục nó mới có. Làm sao mà nhiều điều bất thiện, tâm ác, mê dục, nên cái nhân quả của các vị đó không còn là giải thoát được nữa. Tại sao? Người tu cần phải biết rõ về cái giới và luật này. Các vị tu để chi? Tu để mình sửa lại cái sai, cái xấu. Tại vì sao? Tại vì giới là thầy, luật là căn bản. Đối với chúng sinh, đối với cái báo thân của các vị sẵn có mà các vị đã coi như là không có màng mà ngó tới. Nếu mà các vị tu thì các vị coi như là đang tu đó. Giới là gì? Ở bên trong thiền tông á, thì có cái thế giới của mình đang tu tập để mà được sanh trong cái thế giới đó an lành, gọi là cái sự chân chánh của các pháp lành rộng đường mở giải thoát cho những vị chân tu. Tất nhiên những vị mà bên thiền tông gọi là thiền sĩ hoặc là những vị thiền sư, những vị đã đạt được cái pháp này nó nằm ở trong cái tâm của mình. Nên các vị cần phải bảo trì, cần phải bảo vệ cái giới giống như cái cặp mắt của mình vậy đó. Tại vì sao? Trong sáu cõi luân hồi, nhưng mà nếu mà các vị chưa có ra được thì các vị còn nằm ở trong cái địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè, là ba cõi xấu. Nhắc lại cho các vị nhớ rõ để mà nhận định cái nhân ba cái cõi mà ở trên chút là nhân là con người nè, Atula và cõi trời. Trong ba cõi nhân, Atula và cõi trời, nếu mà được nhận ra được biết thiện và ác thì các vị nên chọn cái điều nào? Các vị nên chọn cái điều thiện hay là nên chọn cái điều ác? Nếu mà các vị vui với cái ác á, thì các vị là vui cái thú vui. Cái thú vui, các vị nghe rõ ràng không? Cái thú vui, tất nhiên là các vị đã nằm trong cái ác rồi. Tại vì sao? Và tại vì khi mà các vị vui trong cái thú vui, tất nhiên là cái xúc của cái dục nó vui, nó làm bất cứ một cái chuyện gì bất chấp thủ đoạn, nó hay có sự tranh chấp, nó nằm ở trong cái Atula đạo. Dù là người tu đến đâu mà còn hay tranh chấp, hay là hay có cái tánh mà ganh tị sân hận, hay là hay có cái tánh mà hay dành những cái lợi dưỡng để mà nuôi sống cái bản thân tạm bợ tạm thời để mà sống trong thế giới này, nó qua quá là tệ phải không? Các vị suy nghĩ lại xem cái thế giới này nó có thật hay không. Nếu nó không có thật, tại sao chúng sinh lại
quan trọng.